Dạ em xin chào cả nhà. Tôi ở quê không thích gì bằng cứ chiều đến là đi tập thể dục này. Còn em Nga thì hay đi tập buổi tối, buổi chiều là các cụ, các ông bà lớn tuổi á. Hiện tại bây giờ là hai chị em Nga đang kéo xe để đi bứt cây vọt về để làm hành. Ở chỗ em Nga thường là ngay tháng 7 là làm hành như đây. Tháng 7 làm thôi chứ mà tháng 8, tháng 9 làm thì sẽ không đẹp, không ra một cái gì hết mà củ này ít. Thế là cứ đến tháng 7 là nhà nhà người người ai cũng làm hết. Nhiều nhà làm rồi ấy, nhưng nhà em Nga thì hôm nay mới rảnh để làm thế này. Hôm nay mới chỉ đến bứt vọt thôi, nếu mà làm thì chắc phải mai mới làm được. Chị em đi thì bảo thím bé kéo xe đi. Bứt mỗi đứa mỗi cục là được mà. Vọt thì nó nằm ở trên đỉnh cơ. Làm hành phải có cái vọt này nó mới bền. Không tủ vọt, không cái tắt cái vọt cái của nó lên thì nó không ra cái gì đâu. Thế là bắt buộc phải có. Ta đi chứ. Ta nến trên đấy để ta kêu Hiền. Hiền ơi. Hiền. Đấy, đi nhảy không được thì cứ phải hỏi đi mổ. Đi nhảy được chứ. Đi mà chờ cả cái kẹp được. Để chơi cho sang xin cục vọt. À vọt á. À. Không kêu mong đưa xe kéo chứ. Đó. Vâng, dường bút cho cháu đâu. Chỗ mà ông lại chứ mình lại chứ. À dạ, đây là nhà ông Dưỡng ấy. Hỏi mày có dễ ông Hương thôi. Rồi dễ ông Hương thì đẹp nhất rồi chứ. Ông Dưỡng bà gì ạ? Ở bên đây. Ông đang bảo xem mấy con dê nhà ông Hương có đẹp không đi chứ. Dê nhà em nó chán đây này, này. Dê ông Hương nữa này đẹp đây. Đi. Vịt lại. Hai chị em đang sợ trước cái vọt đấy, nó dầm dịt, nó có ong. Nên là buổi nay tối mát rồi nhưng vẫn cứ phải đội mũ rồi bịt khăn. À đấy đấy bé Hiền Nam ở đấy này. Đấy này, chỗ nhà em Nga làm hành là phải như vậy á. Nhưng mà hình như tấp dày quá vậy. Ừ. Nói tấp mà dày thì cũng tốt nhưng mà đôi khi mà hành giống nó không được nêm cho đẹp á thì nó sẽ không vượt lên được, nên là chỉ tấp một lớp vừa phải thôi. Em này hơi tấp dày. Nhiều quá. Dày á. Vặt vặt rau dền ngon hề. Không phải thêm một rau dền đỏ nữa. Không, nhà em còn rau dền đỏ. Rau dền đỏ với ngon. Rau dền đỏ mới tổ. Mổ mẫu. Chỗ này thừa chó đấy không? Ăn thừa là ăn tí hốt luôn. Thôi lên đi mự. Treo cẩn thận đá trớn ạ. Cái cây này ở ngoài Bắc gọi là cây dương xỉ đấy. Nó này cứ hay mọc treo leo ở những cái núi, sườn núi á. Nên ở cái đỉnh như này này. Đỉnh đá như này ăn hợp lắm. Ôi trời ơi, hai chị em leo lên đây cũng sợ trơn. Sợ trơn ngã này, còn sợ ong nữa cơ. Đi cẩn thận. Hả? Thả dép không? Nên hẳn trên cao dễ bứt đi em. Đập sang bên đấy này bé này. Đây. Bên đây tốt này. Đập con đói. Đập. Đập mạnh nhớ có con nào cho nó đi. Cho biết chứ không, mùa này là mùa ong mà. Sợ lắm. Nắm xím ơi. À múa quên đi. Múa này bảo xím. Mua. Không chín. Quả này mà chín ăn cũng được này. Giống y như quả xím luôn. Ăn tạm tạm. Đập chưa? Đập bóng chưa? Nạ hay. Cứ mần hành cứ phải có cây này thì hành mới đẹp được. Cẩn thận. Dốc treo leo nên là cũng ngợp. Sợ. Bắt bứt ít là đủ. Lá này trên nhà mợ gọi lá gì? Là dương xỉ. Đây á. Đây là dương xỉ á. À. Thế cây vọt như này trên nhà mợ gọi lá gì? Cây gì?
cây vọt không biết. Cây là cây dương sỉ này. Nhà bác có cái cây là cây dương sỉ. Cái đấy mình nói cây dương sỉ này. Không, nghĩ là mỗi nơi nó có một kiểu gọi khác nhau. Ở Bắc thì gọi đây là cây dương sỉ. Cây gì cũng được, tủ hết. Mà cục nho nhỏ là được. Giờ dịp hết đi. Nặng nữa là được. Rồi. Ôi da. Có xuống đó luôn. Nên vất vả tí chưa? Xuống thì dễ. Xuống đấy bự. Ít khi trèo cao nên cũng ngập ngập. Nó cho cỏ mì cho bò mà bất lốn biệt. May mà kéo xe chân này, nó không nắng mà nó cồng cành á. Bác vào đưa xe máy đi kẹp đằng trước. May thím mà kéo xe đi. Này về cơm nước. Tranh thủ một hồi vậy này. Dế đây, dế ngăn nương sỉ luôn. Dế đói, chí ngăn ạ. Ô chà, cả nhà ơi, nhà ông nội có quả mít to chưa này. Quả này quả mít dai nhưng ở trên trại ạ. Ở nhà mít mật hết mùa rồi. Nên là trên trại có cây mít dai ngon lắm. Thế là 9 cây này. Là vặt về. Đây. Là đem ra bộ thôi. À, trước là bổ ăn, đáng là thì khoảng đến mai là ngon. Nhưng mà hôm nay bổ phải để đem cho cô, gửi cho cô một miếng. Hai cô ở Hà Nội á, một cô về chơi. Thế là nốt tiền có mít ngon á. Thì cô ấy bảo thế có để gửi cho con một bánh. Đang bảo với bà nội vậy. Lấy cô lão đi, lão đi đâu, lấy cô lão bảo. Tắm bảo, tắm bảo bố. Tắm với con, tắm nó ăn mít. Người cô nào đó, mau lấy cái nào khó để nó đi. Cô liên nó tạm liên đấy, ra nó tạm bông người tạm nó đây. Cô ra lên nhờ ra lên chỗ dịch cái này khí lên. Bình Hương cứ chiều đến là đi chơi. Mau lên. Gửi cho hai ông miếng này chứ mấy cha ơi. Đi cò miệng thế. Để cả vỏ cả cuống này ra từng gọt cho nó ngon. Bây giờ mà con tách cái ra thì nó còn nhìn không từng môi, má từng môi, từng đỏ cho hết. Vâng. Mình thì ăn thì nhiều rồi thì. Không, nghĩ là ra mà ăn không hết thì đi. Bố qua nghe. Ơi. Được, cái ăn mẹ thì vạt. Biết của nhà có mà ăn. Để thì tị ở kia. Ba nói chí rồi bê, chắc. Tắm ngay đi rồi. Tắm ngay đây, tắm đi. Từng nữa thì ăn. Ờ. Mẹ, để cho hai miếng hay một miếng đây. Cho một đứa, cho một đứa kìa. Hai đứa thì một đứa thì mặn mặn thôi. Đó chứ, thế thì mẹ nấy. Cầm chi thì cầm vô cho nó nóng hàng đi. Đây tôi bóng thì bóng. Đưa cho vẫn là mạnh nữa. Gọt đi luôn chứ. À, không gọt ra, bỏ tôi bóng ướt. Thế này được. Mình nói cái gì quấn luôn. Cứ để thế cho nó ngon. Ra tự gọt. Tạm. Con đi tắm đi. Nắm rửa nó. Ra ông tắm. Ra ông tắm cho con đi. Mẹ lấy túi bóng cho con để con bỏ bóng. Bóng này cái bạn này lấy bóng qua lấy máu vào đó cho bóng tắm rồi. Tắm không hết rồi. Em Nga thì làm như này cho nó đỡ dính tận tay. Cái này mình thì dính mấy món thôi. Nhưng làm như ông nội bảo dính hết cả bàn tay luôn ý. Bao bóng tiền lợi thì chuẩn luôn. Mít này là
là trồng cây, trồng hạt mấy chục năm. Quả của nó ngọt mà múi vàng, không phải như mít Thái. Cái chiều đến là mấy đứa trẻ con chỉ có cái việc tắm thôi mà ầm ĩ này. Đứa nào thích chơi không thích tắm. Dũng ơi, Dũng lấy cho bác cái rổ mà. Thế này là ai ăn chỉ việc bóc thôi. Ôi bác xin nhá, rồi con đi vào tắm đi. Gọi chưa, vẫn này biết sai. Dìu mẹ nào. Lấy thôi, sao lấy đấy gì? Lấy rổ đấy thôi. Cái này đi. Cái này đẹp hơn đấy. Cầm ra cái mặt cho con này mặc. Con nữa trong bàn ăn đầy. Ăn nổi đâu. Này. Con cứ rửa vốn. Ừ. Đó. Bé này thịt như này. Úi cắn chứ cái quả mít thì chỉ có thế. Giờ làm sao được. Cái nãy Hành nghe Hành nói mà mẹ bà Nam hỏi có ăn mít không chứ. Em được người con thì bác mang cái má. Đi vào đi. Bây giờ gọt mít ra đây để chứ ăn cơm xong mới ăn. Nhưng mà làm đi giờ tí ăn cơm xong chỉ có ăn thôi. Chứ không tí ăn xong rồi nó ngại không muốn bổ á. Thì thôi giờ em Nga cũng xin dừng video ở đây. Hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo ạ.